xem cái mình sẽ chia sẻ cho mọi người cùng xem cái đầu máy mà xạ cụm, mà cái này xạ theo công nghệ Nhật Bản, nhưng mà cái này là của thí nghiệm của Đại học Cần Thơ nha mọi người. Cái này là chỉ còn đang là thí nghiệm thôi, đó là cũng là sinh viên mà tự là sẽ chế tạo á, giờ hiện còn đang thí nghiệm. Hiện bây giờ thì chuẩn bị mà đem ra, mà đem ra xạ nè, rồi mình sẽ quay cho mọi người cùng xem. Ở đây là mấy cái này căng, cái này mình căng rồi mình bỏ vô, mình tính số ký á gì anh, để mình biết mình đổ cho bao nhiêu, rồi nữa mình đổ ra lại mình gieo bao nhiêu rồi ký. Một ký cho một hộp cái gì? Cái này là một ký cho một hộp á hả? Lăn lại hết xuống. Cái này là về một ca, này là mình đổ cho một hộp mà ha. Giống là giống gì anh Đậm? OM 18. Giống đẹp quá trời đẹp không? Biết không thấy hột trống. Này mình để giống nhà hay là mình mua lúa bịch? Nhà. Quá kỹ luôn rồi. Được rồi, được không? Được không? Cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 7 cái mà xuống lúa nha mọi người. Thì mấy ảnh sẽ căng ký. Cái này để vô là 1 ký đó, đổ vô 1 ca là 1 ký đó, này là căng ký. Vậy là 1 ký đi ha. Ừ, căng ký vô đó đó. Đó rớt nè, nè nè. Quay đó, quay là rớt quá. Nè nè. Tiếp tục là cái ca thứ hai là căng là rớt. Là 1 ký vậy đó. Đây là căng ký rồi, đừng mà biết hồi cái số lượng mình ra ngoài là bao nhiêu á. 7 ký, công 7 ký hả? Mà kéo hết cái này là một con 7 ký. Ừ. Cao quá không? Thành ha. Đếm nè. Ý mình cho xuống nhiều xuống ít ha. Đây là cái bảng hả? Cái bảng mình hỏi cho kỹ sao mình có mua lần xuống mình sử dụng, mình khỏi hỏi thầy lại. Hỏi sao không nói. Dạ. Là hạ máy với anh ơi. Thôi chừng chừng tự nhiên cả. Tự nhiên không trong lòng à. Đó lại. Mỗi một học vậy là 1 ký đó nha. Đó rồi, đó rồi. Mày quá. Làm ghế rồi nó văng với nhớt luôn. Học kỹ chưa thì sao chứ đủ mẹ con mà trong đất. Có thì mới thí nghiệm thử thôi. Mới thí nghiệm mà. Làm chỗ trả tới. Quay quay thí nghiệm cái học mới rớt ra đó đó. Nó làm lại. Cả cầm cầm không? Cầm chắc 4-5 hạt nhiều quá. Này không có máy móc gì ở đây, cho chỉ cần lăn cái này cái là kết lúa thiếu. Đêm đêm. Đếm này đi. Này là kiểm tra thử là lăn vòng như là nó rớt xuống bao nhiêu hộp đó nha mọi người, đừng mà biết mình tính số ký là trên công. Vậy là chiều nay tôi phải khúc chuột cặp cặp bé này hết. Dạ, dạ. Bảy mươi chín, hai vòng 79 hộp gì. Đây đây, mẹ không có chạy luôn á hả? Tiếp tục cái tốc độ của nó, tiếp tục điều chỉnh cái dòng quầy này là thứ hai nha mọi người. Đây thì ta đang chỉnh nha bạn.
sao khi tăng lên ngoài cái 90 tăng chậm thì tăng chậm chậm cái nhất luôn á, lại hạt dài đó. Chú này là chuyên gia của anh là Đại học Cần Thơ luôn rồi. Dạ, 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 hai mươi vuông trên này là nếu mình có hai cách mình thay đổi, đây là ví dụ mình đang đây là cái bước là 20, còn ở bên này đó là làm sẵn cái bước này thì là cho 13. Nếu mà mình muốn 13 mình đổi qua đây lại. Dạ, nhưng mà cái nhông nó nhông khác, tại vì cái tỷ số cái nó đường kính bánh răng nó khác á. Dạ dạ. Thì mình có cái bộ khác. Cái này mình chỉnh nãy giờ như là hồi mình xạ công mấy ký anh? Hả? Công 4-5 ký gì hả? Giảm giống dữ vậy ta? Anh đang ở trong đây nè em. Giảm em xem chơi. Thường thường là bà con nông dân mình là xạ công cái trên 20 kg, hay mấy 30 kg, thậm chí là hơn nữa, nhưng mà cái này là chế như thế này xạ rất là giảm luôn nha mọi người, chỉ có là 4 kg 5 kg một công, nhưng mà đặc biệt ấy là chạy bằng cái con máy cày, xạ mấy con máy cày đây là 1.4. Bây giờ có chiếc máy cày mà 4.4 là gắn chế của cộng hòa xếp cái, cái kiểu mà bánh lồng như thế này. Chạy ngang qua bánh lồng này nè, bánh lồng lá mà lá nằm đang xới vậy nè, dở lên cao sẽ, nó sẽ không có phá cái mặt đất, tới đất vậy rồi nó quay tù. Hôm qua tôi chạy nè, còn chỗ này là có cái bảng đó mà kết nối với cây, làm cái cây cỡ để mà mình, khi mình chạy có cái cỡ nữa là sẽ chạy theo cái lối chính xác. Bây giờ thì đem xuống trình diễn nha mọi người, thì cái này chỉ trong quá trình là trình diễn thôi chứ còn đang chỉnh sửa. Mới thì nên là đồ Việt Nam chế ra đời ra ruộng là cần phải chỉnh. Cái miếng ruộng rất là đẹp, trang chạc bằng răng luôn. Bây giờ thì nó lì xì lên hết trơn rồi. Cái mặt đất lì xì vậy. Bây giờ thì cái anh kỹ thuật anh đếm hột, đếm hàng cái gì đó không biết.
quay như thế này chắc không có thấy nổi à. Cái này chỉ còn trong cái mà cái quá trình mà thử nghiệm, cho nên là mấy cái anh mà nhà kỹ thuật này là rất là đông để mà quan sát. Mấy anh chỉnh cái tầm khoảng cái này là hàng cái hàng con tầm khoảng từ 2 tấc đến 2 tấc rưỡi, rất là thừa. Xạ chỉ một công có thôi 4-5 kg. Trong quá trình mà thử nghiệm cho nên nó chạy một hồi cái miếng ruộng sụp sịnh luôn. Cái tướng chụp ảnh khéo ghê. Chiếc hộp gì cũng đó cho đầy đủ cho á. Anh muốn đặt cái nào có đó. Để em kêu bút điện lại đó, tại vì em đây là cái điểm của cái hạt giống nó rớt đây mọi người. Con này 2, 4, 6, 8 trên 10 hộp, mà tầm khoảng từ mấy này lại mấy này là có khoảng hơn 1 gram của mình ha. Bề ngang cái hàng cái cũng vẫn vậy luôn. Thôi mình xin kết thúc clip nha mọi người. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nha.